Hello Tina. Today Tommy sẽ báo cáo làm cái video này để báo cáo về cái trên mạng của Victory Nail được cái bao nhiêu score star. Dùng cái chương trình của Tommy sẽ biết là bây giờ Tina được bao nhiêu score và cần bao nhiêu cái review để trở thành 4 với 5 star. Trước tiên là Tommy bấm cái button Save Run. Program nó đang làm việc. Tất cả là chính cái section, nó đang tìm chính cái section bây giờ. Next few minutes thì nó sẽ report cho mình biết là cái review của mình và cái rating của cái tiệm mình để mình sửa chữa và có thể rút cái kinh nghiệm thêm. Nó còn đang đi tìm, nó còn phải chờ. Cái chương trình này rất là chính xác, chứ nếu mình tự tiên đoán hoặc là tự tìm thì không biết đâu mà tìm. Cho nên cái program chương trình này rất là tốt để bảo vệ cái uy tín của cái tiệm của mình, làm việc làm ăn lâu dài, khỏi có sợ là cái nếu mà có cái sự dòm ngó thì mình sẽ biết làm như thế nào để mình sửa chữa. Total cái review của Victoria rất là kém. Hiện tại là 1.50. Khi nào mà cái số này nó phải lên tới là 4 tới 5 ngôi sao mới là tốt. Hiện tại là 1.50 trở xuống cho nên nó không có tốt lắm. Bây giờ để mình xem coi nó là recommend như thế nào. Nó báo cáo là trên dốc thì chỉ có 2 ngôi sao thôi. Sự cái bình luận thì chưa có tốt lắm, chỉ có 2 ngôi sao thôi. Và còn cái bình luận này rất là xấu là chỉ có một cái ngôi sao thôi. Trong đây nó xuất trình là nó, trong cái mạng lưới thì First Pay Rating, Avid, Inside, Merchant Circle, Guzu, Super Pages, Yep, Yellow Pages. Nó đây là nó báo cáo cái chương trình mình cho trong đây có 1 chấm hả. Bây giờ cái chương trình repair mình phải làm như gì, phải làm sao? Hiện tại thì mình chỉ có 1.50 thôi. Ở trong cái sách trình này Inside Pages mình phải cần một cái review trong đây. Merchant Circle mình phải cần một chỗ đây. Kuzu mình phải cần một chỗ đây. Super Pages phải một chỗ đây. Dốc mình phải cần 21 cái review nữa. Yellow Pages sẽ cần một. Bây giờ mình muốn trở thành 4.7 đó, gần 5 chấm đó, là mình phải cần 21 cái review tốt trong vòng 1 năm hay là 6-7 tháng gì đó. Phải vận động khách viết cái review đó là phải là 5 point trở lên. Thì nói chung lại là cái service là từ nếu mà khi nào có 21 cái good review thì từ 1.50 nó sẽ lên 4.7 thì rất là tốt cho cái tiệm. Như vậy là Tina đã biết cái hiện tại cái score của Tina rồi, để chúng tôi bắt đầu làm việc và nâng đỡ cái tiệm lên. Tôi kính chào Tina, hẹn gặp lại sau.